cuộc hội ngộ đầy bất ngờ giữa Shinichi Kudo, Hattori Heiji, chào nhóc, và Hakuba Sakura. Ẩn sau đó là một tội ác. Khi bọn nhóc bước vào khu vực Miracleland, quả bom sẽ kích hoạt ngay lập tức. Ta đã cho chút gia vị để trò chơi thêm một kịch tính rồi. Các người cứ từ từ mà hướng thụ đi. Phải làm sao đây? Không còn thời gian đâu, Kudo. Các người có phá được vụ án này hay không? Đón xem lễ cầu hôn của thám tử phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 28 tháng 6 trên HTV3 Dreams TV.